Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vào bếp làm món ốc móng tay xào tỏi cùng nước sốt nha các bạn. Đây hai món nhưng mà mình quay chủ yếu là món chính là ốc móng tay thôi nha các bạn. Các bạn vào bếp làm cùng với mình để cho gia đình cùng ăn nha. Món này ăn với cơm cũng được, hoặc là ăn không như này cũng được. Nhâm nhi vài ly bia càng tốt nha. Mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nè. Nguyên liệu mà 1 kg ốc móng tay nè. Mình mua về mình ngâm nha các bạn. Mình ngâm gừng, muối với chanh nha. Đây là muối hạt đó các bạn. Các bạn ngâm để cho nó bớt mùi tanh này. Chanh này mình nặn vào đây 1 trái chanh nha, cho nó có tác dụng là nó bớt tanh á. Với con này mình mua về mình thấy nó tanh lắm luôn á. Hôm trước mình có sơ chế một lần, mình không bỏ gừng với chanh á, mình nghe nó có mùi. Bây giờ mình sử dụng chanh, gừng, muối, mình cảm thấy nó hết hẳn mùi tanh đi đó các bạn. Các bạn làm thử nha. Mình ngâm như thế này khoảng 1 tiếng á các bạn. Nguyên liệu kèm theo là mình dùng 1 củ tỏi nha các bạn, và 3 cây sả, 2 muỗng tương ớt, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng cà phê bột nêm, có 2 muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh đường nha các bạn. Đây là tất cả các nguyên liệu để làm ốc móng tay xào tỏi. Bây giờ mình sẽ đi luộc ốc nha. Mình cho sả, gừng vào để mình luộc cho nó đừng bị tanh nha. Mình cho sả càng nhiều càng tốt, sả nhiều thì nó sẽ thơm, mà các bạn nhớ đập dập ra nha. Các bạn cho hết ốc móng tay mình đã ngâm 1 tiếng rồi đó, bạn cho hết vào. Ốc móng tay này con rất là to các bạn, ăn rất ngon nha, nó thịt nhiều lắm. Ốc móng tay này nó chế biến được rất là nhiều món á các bạn. Các bạn mua về làm ăn thử nha. Bây giờ hôm nay là mình sẽ xào tỏi á. Xào tỏi và mình cùng xào thêm nước sốt á. Các bạn lát nữa các bạn xem nha. Các bạn xem mà thấy hay thì cho mình xin ý kiến, còn không hay thì các bạn cũng có thể tham khảo cho mình thêm nhiều món về ốc móng tay để mình làm nha các bạn. Các bạn cứ luộc như này khoảng 5 phút nha. 5 phút để mình sơ chế để cho nó chín hết mấy cái con này nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình lấy cái ruột nó ra nha. Mình ruột, cái ruột cái này nè ăn rất là cát nè các bạn nhớ lấy sạch sẽ nó ra. Lấy hết đất cát trong này ra. Lúc mình ngâm nhưng mà nó không có bao giờ nó rớt được cái cát trong này. Nên các bạn luộc xong các bạn nhớ lấy hết tất cả trong này ra, ăn thì nó mới ngon được nha các bạn. Các bạn lấy ra xong nhầm nó vẫn còn nguyên con nha, nó không có rớt, không có nát ra nha. Các bạn cứ cứ tách ngay cái phần bụng nó đó. Cái phần bụng đó là cát, tất cả các chất thải rồi nó nằm trong đó rất là dơ nha. Các bạn lấy hết ra, mình ăn sẽ rất là ngon miệng và tự tin luôn nha. Chứ nếu mình không lấy thì mình ăn mình nghe cát là mình không bao giờ mình muốn ăn nữa rồi đó. Đó, các bạn sơ chế hết phần đó thì mình sẽ được một như này nha. 1 ký mình sẽ ra được bao nhiêu đây nè. Đấy, mình làm xong nhưng mà nó vẫn còn nguyên con nha, nó không nát ra đâu nha các bạn. Các bạn làm như vậy nó cho nó sạch nha, nhà mình làm mình ăn cho nó an toàn. Ở đây mình có thêm rau muống nè, nhưng mà nếu mình thích thì mình bỏ vào mình xào chung, còn không thì thôi, mình có chuẩn bị sẵn vậy thôi. Nếu mà mình thích ăn thì mình bỏ vào, còn không thích thì thôi nha các bạn. Giờ các bạn sẽ đi làm nước sốt nha. Mình cho dầu ăn vào để mình phi hết cái lượng tỏi hồi nãy đó các bạn. Dầu nóng thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi băm hồi nãy vào nha. Các bạn xem kênh nhớ cho mình một lượt ủng hộ, một lượt chia sẻ, hoặc là có ý kiến gì đóng góp cho mình xin ý kiến nha. Tại vì mình chỉ nấu ăn trong gia đình thôi, nên những cái món nào mình cảm thấy nó ngon thì mình chia sẻ cùng các bạn đó.
mong các bạn là cho mình những cái hướng tích cực nha. Rồi các bạn xào tỏi cho nó vàng nha. Các bạn khoảng 1 phút đó là thấy nó vàng là các bạn vớt ra được rồi nha. Tỏi vàng rồi nè. Bây giờ các bạn tắt bếp để mình vớt tỏi ra nha. Tỏi này là khi mình xào xong á thì mình sẽ cho cái tỏi này lên trên để cho nó thơm đó các bạn. Rồi cái chảo lúc nãy đem mình để ra mình xào mình làm nước sốt nha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước lọc nha các bạn. Hai muỗng canh đường. Một muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng cà phê bột nêm nha. Trong đây mình có sử dụng trộn chung vào đấy. Và cuối cùng là mình cho hết chén tương ớt này vào nha. Tương ớt này thì mình sử dụng 2 muỗng canh tương ớt. Nếu các bạn ăn cay thì các bạn có thể bỏ thêm tương ớt nha. Và các bạn nấu cho cái nước sốt này nó đặc lại nha. Các bạn nấu trong vòng 3 4 phút gì đó là nó sẽ đặc lại. Đó, nó kẹo lại nè. Lúc nó kẹo lại là các bạn sẽ cho ốc móng tay nãy mình sơ chế vào nha. Các bạn cho vào, cho hết vào. Và mình trộn đều lên nha. Mình sẽ nấu cho cái phần này nó rim lại cho nó thấm vào con ốc á. Các bạn cho nhỏ lửa lại nha. Nhỏ lửa lại để cho nó thấm vào con ốc nha các bạn. Các bạn trộn đều lên. Nước sốt của mình nó kẹo lại rồi đó. Các Rồi, các bạn bạn nấu nhớ cho rìm nhỏ rìm lửa đến nha. Nhỏ lửa để khoảng riu riu 5 riu phút riu thôi. nha. Xong các Rồi, bạn 5 cho phút vào đây sau một nhá, nắm các rau bạn sẽ răm mình cắt cho vào rồi nè. đây một Rau nắm răm mình có chừa lại một miếng 5 để ăn con răm kèm nha còn các một miếng bạn. mình bỏ vào đây cho nó thơm đó các bạn. Xong rồi đó, cảm ơn các bạn đã xem kênh và theo dõi. Chào các bạn nha. Khi nào xong rồi thì các bạn sẽ cho vào đây ít tỏi. Tỏi mà lúc nãy mình phi thơm đó các bạn. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại video lần sau nha. Đấy, tỏi hồi nãy mình phi thơm thì mình cho vào luôn nha. Rồi, lúc này là mình sẽ lấy ra ăn được rồi đó các bạn. Xin chào các bạn nha.